xanh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất ôm anh đưa về cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình nơi đây một lần. Nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không. Việt Hải, Đài Truyền hình Người Việt Michigan qua hệ thống VPTV Truyền hình Việt Nam Hải ngoại xin thân ái mến chào quý khán thính giả. Hôm nay, thứ Năm, ngày 25 tháng 1 năm 2007, chúng tôi đang có mặt tại ngôi nhà quàng của thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia, vùng Hoa Thịnh Đốn, để được gửi đến quý vị những hình ảnh cuối cùng của ông Ngô Quang Trưởng, một trong những vị tướng tài ba của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi sáng hôm nay, bầu trời vùng Hoa Thịnh Đốn thật ảm đạm, những cơn gió buốt cùng với tuyết lạnh và những đám mây đen buồn như hòa với lòng người. Hồi tưởng lại, cũng buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày tang thương đó, cũng những đám mây đen phủ kín bầu trời Sài Gòn như oán than cho cái chết tức tưởi của miền Nam Việt Nam. Xin được mượn lời của tác giả cuốn sách Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã nói như sau: cuộc chiến đấu còn đang tiếp diễn. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn giữ chắc lời thề bắn đến viên đạn cuối cùng, thì người ta đã cướp đi cái quyền chiến đấu đó.